Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel Tô Vẽ Tranh trên kênh YouTube của mình nhé. Và hôm nay thì mình sẽ cùng mọi người đi hoàn thành bức tranh hình ảnh của ngôi nhà các bạn nhé. Và hình ảnh ngôi nhà này thì có những cái phần kẹo và được trang trí rất là cổ kính mọi người nhé. Mọi người cùng mình theo dõi hết video để biết cách mình tô màu cho bức tranh này nha. Và đây là bức tranh của mình hôm nay thì mình sẽ sử dụng đến cái bộ bút sáp màu. Bút sáp màu để hoàn thành cho cái bức tranh của mình các bạn nha. Và mình sẽ sử dụng đến màu vàng để tô cho viền và những cái chi tiết ở trong ngôi nhà của mình nhé. Nó đang ngủ bên về vẫn thấy ô tô nó để đấy, chắc nó ngủ trong nhà chị Thúy. Và tiếp tục thì mình sẽ tô những cái chi tiết với màu vàng luôn nha các bạn nhé, những cái chấm tròn này. Đây là những cái chi tiết. Tiếp tục đến phần viền thì mình sẽ cho phần viền ở dưới thì mình cũng tô luôn màu vàng nha các bạn. Xác nhận là không phải cháu nó cầm điện thoại đúng không? Cháu nó làm gì có đâu. Và tiếp tục thì mình sẽ sử dụng đi học hết rồi màu hồng để tô cho phần kẹo. Được cắm ở ngoài, bên ngoài ngôi nhà nhé. Và tiếp tục thì mình sẽ sử dụng đến màu hồng để tô cho các chi tiết ở trong ngôi nhà. Màu tiếp theo thì mình sẽ sử dụng đến màu xanh các bạn nhé, để tô cho cái phần ngôi nhà. Màu xanh cho cái phần sơn chủ đạo của trong nhà các bạn ạ. Còn những cái màu khác thì mình chỉ dùng để làm các tô các chi tiết trong ngôi nhà của mình thôi nhá. Hả?
và mình đã tô xong ngôi nhà của mình rồi các bạn nha. Hình ảnh về một ngôi nhà rất là cổ kính đã được mình hoàn thành xong. Và đây là sản phẩm của mình các bạn nhé. Và các bạn có thể thấy thì ở trên tay của mình là hình ảnh của một ngôi nhà rất là xinh các bạn này, rất là cổ kính các bạn nha. Được mình hoàn thành bởi rất là nhiều phân loại màu sắc. Và các bạn có thể tham khảo cái mẫu kết hợp màu của mình để hoàn thành những bức tranh nha. Và video của mình đến đây là kết thúc rồi mọi người nhé. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và theo dõi. Mọi người nhớ like và subscribe cho kênh YouTube của mình nha. Cảm ơn tất cả mọi người.